Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Tôi muốn dành thời gian trong cái video này để mà giải thích một số những cái tài liệu cũng như là giới thiệu một sàn với các bạn Đó chính là sàn trên nước nổi tiếng là sàn Bybit Thì cái tên Bybit cho đến ngày hôm nay thì nghĩ là không còn quá xa lạ với lại những trader trong thị trường này và sàn Bybit các bạn cũng đã biết là một những sàn mà Thuận Linh Refer cũng đã rất là lâu nhưng mà Thuận chưa có một cái video để mà chia sẻ về cái sàn này cho nên Thuận dành thời trang của video ngày hôm nay để mình nói về sàn Bybit thì bây giờ chúng ta thấy là trên thị trường có rất nhiều và rất nhiều những cái sàn margin và Bây giờ các bạn thấy được là sự lựa chọn thì vô số kể nhưng khi Bybit ra đời đó các bạn cũng nên biết là lúc đó cái thời điểm mà tháng 3 của năm 2018 thì cái sàn mà chiếm hết thị trường đó chính là sàn Bitmax và sàn Bitmax lúc đó là một sàn mà cũng gặp rất nhiều những cái vấn đề như là những lúc mà giá cả thị trường giao động mạnh thì nhiều người không thể mà trade trên sàn Bitmax được dẫn đến cái thiệt hại đối với những nhà trader trên sàn Bitmax cho nên cuối cùng thì Bybit tại ra đời vào tháng 3 năm 2018 và hệ thống của sàn Bybit sẽ online 99,99% trăm ,99 có nghĩa là sẽ không có offline chỉ có 0,01% là không hoạt động mà thôi và sàn Bybit thì rất là chú tâm về phục vụ khách hàng đây là một trong những sàn mà nhận được rất là nhiều cái lời khen ngợi từ nhiều người trên những cái diễn đàn đây là hai điều mà rất nổi bật liên quan đến sàn Bybit Và trong thời gian qua thường cũng ít nói về sàn Bybit Tại vì các bạn thấy được là sàn Bybit là một sàn mà nổi tiếng trên quốc tế Và các bạn cũng đã biết đây là một sàn mà cung cấp dữ liệu cho crypto khoan mà chúng ta thường hay nói tới Bybit là một trong những sàn mà rất là được ưa chuộng hiện bây giờ Nhưng mà khi mà mới ra đời thì sàn Bybit không có chú tâm đến thị trường Việt Nam Nhưng mà trong thì gần đây sàn Bybit đã có rất nhiều cái sự thay đổi Các bạn thấy được là khi mà chúng ta lên trên trang web của Bybit Binbit.com các bạn thấy được là chúng ta có thể lựa chọn cái ngôn ngữ là tiếng Việt. Bây giờ tiếng Việt đã là một phần của sàn Binbit và sàn này là một cái sàn mà bắt nguồn từ Singapore và hiện bây giờ thì sàn này hỗ trợ hai cái loại hợp đồng tương lai đây là một sàn margin do giao dịch hợp đồng tương lai tuy nhiên là không phải là các bạn mua trực tiếp đồng crypto mà các bạn mua thông qua những hợp đồng tương lai và trong đó chúng ta có hai loại một loại là đồng tương lai giao dịch thông qua đồng đô la và một loại là các bạn giao dịch thông qua đồng tether usdt trong đó có những cái cặp nổi tiếng như là bitcoin ethereum xrp us tether link vân vân đây là những cái đồng mà các bạn có thể giao dịch ở trên sàn By bit Và đương nhiên đây là một cái sàn margin Các bạn có thể biết là margin là một cái công cụ quan trọng cho nhiều trader Nhưng mà margin thì cũng là một con dao hai lưỡi Nó cũng như là một cái búa gì đó các bạn có thể là dùng cái búa để mà đóng đinh vào trong gỗ Hay là các bạn có thể sơ ý mà đánh vào tay của mình Cho nên khi mà các bạn sử dụng margin Các bạn tham gia vào một cái sàn mà cho về margin thì các bạn cần phải hiểu là cái nguy hiểm rất là cao, cơ hội lợi nhuận cũng rất là cao Cho nên không phù hợp như thế nào mà không có kinh nghiệm trading Và đây là một cái video được tài trợ bởi sàn Bybit. Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái tài liệu căn bản các bạn cần nên biết về cái sàn này. Và ở trên thuận com nơi các bạn có thể là bấm vào sàn giao dịch và các bạn có thể là bấm vào sàn Bybit xem chi tiết. Cái link nằm ở bên dưới cái video này các bạn bấm vào xem chi tiết. Thì các bạn sẽ được là những cái thông tin căn bản cũng như là những cái ưu đãi đang có với lại sàn Bybit. Chúng ta sẽ nói về cái ưu đãi một lát nữa nhưng mà những cái thông tin căn bản các bạn thấy được là đây là một cái sàn mà đã cung cấp cái giao diện tiếng Việt mà thường mới về chia sẻ với các bạn và sàn này hỗ trợ rất nhiều quốc gia trên quốc tế thực ra mà nói là chúng ta nói những quốc gia không hỗ trợ đi cho dễ chứ còn quốc gia mà được hỗ trợ bởi Bybit thì rất là nhiều những quốc gia những khu vực mà Bybit không hỗ trợ bây giờ trong đó chúng ta có Hoa Kỳ, Cuba, Iran, Sudan, Quebec, Crimea, Syria, Trung Quốc, Singapore, Sevastopol và Triều Tiên đây là những cái quốc gia mà hiện bây giờ Bybit không có hỗ trợ còn lại là hỗ trợ có nghĩa là các bạn có thể ở Việt Nam, các bạn có thể ở nhiều, nhiều quốc gia khác như là Canada vân vân đều hỗ trợ hết chỉ có là những quốc gia mà các bạn vừa thấy là không được hỗ trợ bởi sàn Bybit và chúng ta cũng vừa nói tới là những đồng mà được hỗ trợ bởi sàn Bybit và thật ra ở trên trang web thuận cap com các bạn đã thấy là có rất nhiều những bài hướng dẫn rồi đã có 3 bài hướng dẫn chi tiết liên quan đến bài đầu tiên là hướng dẫn sàn Bybit cơ bản hướng dẫn sàn Bybit đặt lệnh và phí giao dịch và hướng dẫn sàn Bybit copy trading. Đây là một chuyện điều mà có thể ít bạn biết tới là sàn Bybit cũng có một cái chế độ copy trade nhưng mà không phải là trực tiếp trên sàn Bybit mà thông qua một cái công ty khác đó chính là cái công ty BitCopy. Copy. Và đây là ba bài các bạn thấy là hướng dẫn sàn Bybit hướng dẫn sàn Bybit đặt lệnh và phí giao dịch cũng như là hướng dẫn sàn Bybit copy trading thì khi mà chúng ta nói tới là hướng dẫn để mà tạo một chương mục thì cũng rất là đơn giản các bạn cũng biết là như là nhiều sàn khác các bạn có thể là tạo một cái chương mục bằng cách là sử dụng email hay là bằng cách là sử dụng số điện thoại các bạn chỉ cần để những thông tin căn bản của mình vào những thông tin đòi hỏi như là đặt một email thì các bạn cần phải có email tạo mật khẩu và mã giới thiệu các bạn nếu như mà bấm vào cái link giới thiệu của thuận capital thì các bạn sẽ nhận được cái ưu đãi và cái link sẽ dẫn các bạn tới thẳng cái trang này và sẽ có mã giới thiệu và sau khi đăng ký đăng ký với số điện thoại thì các bạn cung cấp số điện thoại và cũng tương tự mật khẩu và mã giới thiệu thì các bạn bấm vào tôi đã đọc và đồng ý video khoản giao dịch chính sách bảo mật bấm vào đăng ký thì các bạn sẽ nhận được một cái mã xác nhận để tạo chương mục và điều này cũng như là nhiều sàn khác và sau khi mà các bạn đã xác nhận chương mục thành công thông qua cái email mà bài bích cho các bạn hay là cái mã xác nhận đến từ điện thoại thì các bạn có thể là vào trang web bài bích và có thể là bắt đầu nạp tiền một rút tiền các bạn thấy được đây là những cái bước mà hỗ trợ các bạn làm sao để đăng ký và hiện bây giờ đó thì sàn bài bích có một ưu đại để thường chia sẻ với các bạn một cách chi tiết thì cái ưu đãi này là một cái ưu đãi mà sẽ có hiệu lực từ ngày hôm nay cho đến ngày 5 tháng 2 năm 2021. Các bạn có thể nhập cái mã Jackpot tại trung tâm phần thưởng Bybit để nhận được bonus người dùng chỉ cần nạp tiền tính theo BTC trong quá trình chương trình diễn ra. Tổng số tiền nạp được tính như sau. Đây là những cái cơ cấu các bạn hãy được là các bạn, nếu như mà muốn nhận được cái ưu đãi thì bây giờ là lên tới tổng cộng là 620 đô la thì các bạn thấy là phần lớn nó đến từ deposit bonus như này các bạn để vào 0,01 BTC thì các bạn có thể nhận được là 15 đô la bonus các bạn gửi vào 0,05 BTC thì sẽ nhận được 50 đô la bonus 0,1 BTC 100 đô la 0,5 BTC 300 đô la 1,5 BTC là 500 đô la đây là cái kết cấu bonus deposit nhưng mà nếu các bạn không muốn nạp 0,01 các bạn muốn nạp ít hơn thì các bạn nạp bất cứ một khoản tiền nào các bạn cũng được chắc chắn nhận được 20 đô la coupon Cũng như là các bạn sẽ cộng thêm 20 đô la vào cái số tiền bonus mà các bạn nhận được và bonus sẽ có trong vòng 15 ngày kể từ khi chương trình kết thúc Có nghĩa là nhiều bạn nhắn tin tôi thuận là đã nạp cái số tiền vào nhưng mà vẫn chưa thấy bonus Tại vì các bạn cũng đã biết là chương trình này sẽ kết thúc vào ngày 5 tháng 2 Cho nên 15 ngày có các bạn sẽ nhận được khoảng chừng là vào ngày 20 tây tháng 2 năm 2021. Có nghĩa là các bạn đăng ký bây giờ từ đây tới ngày 5 tháng 2 đó thì các bạn ngoại trừ nhận được cái bonus là 20 đô. Đây là bonus căn bản khi các bạn nạp bất cứ cái số tiền nào vào. Sau đó các bạn sẽ nhận được cái số tiền mà các bạn nhận được đến từ các bạn deposit bao nhiêu Bitcoin. Thì sau đó trên Bybit có một phần gọi là Rewards Hub. Đây là một cái phần mà thưởng cho những bạn mà Thành công là một số những cái niệm vụ căn bản các bạn sẽ nhận được thêm 100 đô la Và các bạn thấy được là tổng cộng các bạn có thể nhận được lên cái bonus lên tới là 620 đô la Đây là cái bonus hiện bây giờ có của sàn Bybit cho cộng đồng của thuận Capital Và ngoài chưa đi này ra các bạn thấy được là Bybit thì có cái Telegram chính thức các bạn có thể bấm vào Telegram Bybit Đây là cái Telegram của Bybit chính thức hỗ trợ người Việt Các bạn có thể hỏi bất cứ thắc mắc nào Và các bạn tham gia vào sàn Bybit các bạn cũng có thể là bấm cái nút đăng ký màu xanh lá cây trên màn hình đăng ký vào group hỗ trợ đây là cái group hỗ trợ được tạo ra bởi đội của thuận capital trên đó có những cái admin sẽ trả lời những câu hỏi thắc mắc với các bạn khi các bạn sử dụng những cái dịch vụ và trong đó là có dịch vụ bybit thì đây là những cách mà bên thuận có thể hỗ trợ các bạn khi mà các bạn sử dụng sàn bybit hay là bất cứ một cái dịch vụ nào và đương nhiên các bạn có thể là bấm vào đăng ký telegram bybit chính thức để có thể nhận được hỗ trợ chính thức của bybit đến cho người việt thì khi mà các bạn đã login vào Bybit á, thì các bạn có thể là đi vào cái tài khoản mà bảo mật. Sau đó các bạn có thể là set up Google Authentication. Đây là cách mà các bạn có thể bảo vệ tài khoản các bạn bằng cách là xác nhận hai yếu tố. Thì cũng tương tự như là những cái sàn khác các bạn có thể là bấm vào Google Authentication. Sau đó các bạn sử dụng OT hay là Google Authenticator để mà các bạn tạo cái mã xác nhận hai yếu tố cũng tương tự như là những dịch vụ khác mà các bạn đã từng sử dụng và các bạn thấy được là trên cái trang mà giao dịch của Bybit ấy, thì các bạn thấy là một trong những cái điều rất quen thuộc đây chính là cái biểu đồ của TradingView. Và bây giờ thì sẽ giải thích cho các bạn một số những cái thông tin căn bản mà các bạn cần phải hiểu khi mà sử dụng cái sàn Bybit này. Thì trước hết trên phần giao dịch các bạn thấy được là có hai loại giao dịch. Một là nghịch đạo vĩnh viễn, còn hai là USDT vĩnh viễn. Thì các bạn thấy được là giao dịch nghịch đạo vĩnh viễn nó một cách đơn giản là giao dịch các bạn sử dụng đồng USD. Còn USDT vĩnh viễn là các bạn sử dụng đồng USDT Đây là cách hiểu đơn giản nhất Còn phía bên tay phải các bạn các bạn thấy được là có hai cái sự lựa chọn Một là Cross, hai là Isolated Cross có nghĩa là khi mà các bạn mà bị âm Như là các bạn đang bị lỗ thì tiền có thể trừ thẳng vào số dư chứ một các bạn còn isolated nghĩa là các bạn chỉ phân bổ cái số tiền margin chính xác hơn và cái vị thế duy nhất đó mà thôi cho nên khi mà những bài nào mà không có thông thạo sử dụng margin thì thường không khuyến khích các bạn sử dụng cross mà sử dụng isolated để các bạn có thể là giảm thiểu cái rủi ro vào trong một lệnh duy nhất mà thôi chứ không phải là trừ thẳng vào cái số dư trên chương mục của bạn Và phần bên dưới này thì cũng rất dễ hiểu Các bạn thấy được là các bạn có thể là Giao dịch lựa chọn là các bạn muốn Giao dịch margin bao nhiêu Các bạn có thể là lựa chọn 1x Hay là các bạn có thể là lựa chọn 100x Các bạn nên biết là các bạn sử dụng margin Càng nhiều thì nguy hiểm càng cao Tuy nhiên cơ hội lợi nhuận càng cao Nhưng mà thường đó những cái nhà đầu tư mà chuyên nghiệp họ không có sử dụng 100x Các bạn thấy đó họ sẽ sử dụng những cái margin thấp hơn để mà họ có thể quản lý rủi ro được Và bên trên này các bạn thấy được là các bạn có những cái sự lựa chọn là lệnh limit Lệnh limit có nghĩa là các bạn lựa chọn là cái giá các bạn muốn Và chỉ khi nào mà cái giá đó đến thì mới được kích hoạt lệnh market Như là các bạn có thể là giao dịch mà khớp lệnh ngay lập tức Và ủy thác điều kiện có nghĩa là các bạn Ngoài trừ lệnh market lệnh limit ra các bạn có thể là lựa chọn một số những cái điều kiện khác thường thì nhiều bạn sử dụng lệnh limit và lệnh market và kế tiếp các bạn thấy được là ở bên dưới này là có hai cái check một là mua với chốt lời dừng lỗ hai là bán với chốt lời dừng lỗ các bạn có thể là lựa chọn là các bạn cài đặt chốt lời và cắt lỗ tùy theo cái mức giá mà các bạn muốn và sau khi các bạn đặt lệnh xong thì các bạn thấy được lệnh các bạn sẽ nằm ở bên dưới cái khung này đây là cái khung mà lưu lại cái lệnh giao dịch của các bạn và các bạn thấy được là những tài liệu này cũng rất là đơn giản và dễ hiểu hợp đồng Có nghĩa là các bạn đang như hợp đồng nào, cái số lượng bao nhiêu, giá dầu định bao nhiêu Giá thanh lý có nghĩa là khi mà đến cái mức này thì lệnh các bạn sẽ bị thanh lý Ký quỹ vị thế Unrealized P&L có nghĩa là các bạn đang tạm thời là có lời lỗ như thế nào Daily Realized P&L có nghĩa là cái số lời lỗ hàng ngày Chút lời dừng lỗ Đây là cái giá mà lời lỗ mà các bạn đã setup trước đó và các bạn hãy đóng bằng như là các bạn đóng bằng thủ công hay là cái lệnh tự đóng và nói về phí của sàn Bybit thì các bạn thấy được là bây giờ cái phí trên sàn Bybit là 0,075% đây là cái take fee thì 0,075% này thì đối với thuận so sánh với lại nhiều sàn khác thì cũng tương đối là trung bình chứ không phải là rẻ hơn hay là mắc hơn và đương nhiên cái phần trăm phí này sẽ nhân với cái vị thấy các bạn là các bạn sử dụng margin là bao nhiêu và ngoại trừ cái phí take fee này một phí khác các bạn sẽ thường thấy ở trên giao dịch đó chính là cái phí funding rate khi các bạn sử dụng margin thì đương nhiên bên nào mà có cái số lượng hợp đồng nhiều thì phải trả cho cái số lượng hợp đồng thấp ở bên kia có nghĩa là nếu như mà nhiều người long thì cái số lượng người long đó là phải trả cái phí qua đêm hay gọi là funding rate cho cái số lượng người short có nghĩa là bên kia thì cái phí này sẽ được tính theo ngày nhưng mà sẽ chia ra làm 3 lần mỗi lần là 8 tiếng ở trên sàn Bybit và đây là một trong những cái phí mà các bạn thường thấy ở trên những cái sàn margin và đương nhiên những cái thông tin mà thượng mới vừa chia sẻ với các bạn các bạn có thể tìm thấy những cái bài viết chi tiết bằng cách là các bạn bấm vào cái link ở bên dưới sau đó các bạn có thể là tìm thấy những cái bài viết như là thường đã chia sẻ là hướng dẫn sàn Bybit cơ bản hướng dẫn sàn Bybit đặt lệnh và phí giao dịch và hướng dẫn sàn Bybit copy trading thì nói về copy trading thì sàn Bybit có thể copy trading được nhưng mà không phải trực tiếp trên sàn mà bạn phải thông qua một cái sàn là Bitcopy. Sàn này là hỗ trợ những cái sàn margin như là Bybit, Deribit, FTX và OKX thì các bạn có thể là thông qua một bài hướng dẫn mà bên thường đã viết một cách chi tiết hơn là làm sao để các bạn có thể là tham gia vào sử dụng copy trading với lại sàn Bybit cũng như là copy trade của một cái trader khác thì các bạn thứ nhất là cần phải kết nối cái chương mục bài viết của mình với lại cái sàn copy trade và trong bài viết này đó chính là sàn bit copy thì các bạn có thể xem chi tiết bài viết bên dưới để hiểu rõ hơn là copy trade như thế nào một lần nữa các bạn có thể là tìm thấy những cái thông tin hướng dẫn bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới để các bạn có thể tìm thấy những bài viết mà thùng mới vừa chia sẻ với các bạn và đừng hy vọng là cái video này có thể cho các bạn một cái cách nhìn tổng quát hơn cũng như là những cái thông tin cơ bản về sàn bybit và để trả lời một số những câu hỏi với các bạn là cái ưu điểm mà sàn Bybit có so với những sàn khác là như thế nào Thì tôi nghĩ cái ưu điểm lớn nhất của sàn Bybit đó chính là các bạn thấy được sàn Bybit có Telegram Bybit Việt Nam để mà hỗ trợ trader Việt để trả lời những thắc mắc của các bạn Và thứ nhì nữa là cái phần trăm uptime có nghĩa là cái mạng lưới của sàn Bybit sẽ không có dễ dàng mà bị ngưng hoạt động có nghĩa là các bạn thấy là những sàn khi mà trong cái thời gian mà có nhiều trader sử dụng thì nhiều sàn sẽ gặp cái trường hợp là quá tải khiến cho các bạn không login vào được. Sàn Bybit là một trong những sàn mà đã chú tâm vào cố gắng để cho cái sàn này có thể là có cái uptime, có nghĩa là hoạt động 99,99%. 99%. Và đây là những cái ưu điểm mà Thuận muốn mang đến cho các bạn liên quan tới sàn Bybit. Và nhưng mà là con thú thì có thể bấm vào liên bên dưới để mà tìm hiểu Và thuận hy vọng là các bạn nhận đi nhiều giá trị trong video này Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.